Xin chào các cô, các bác, anh, các chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cả mọi người một món nước cực kỳ là nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó là món linh chi nấu với táo đỏ và đông trùng kết hợp với đường thốt nốt của Cần Thơ. Đó, đây là gói nấm linh chi của Hàn Quốc. Đó, khi mà chưa sơ chế, chưa cắt, vẫn còn nguyên. Đó. Cái nấm linh chi nó rất là to, nhìn nó rất là ngon như thế này. Nó hàng chuẩn 100% nhé, hàng chính hãng 100%. Và sau khi thái ra, đây là những cái thớ của nấm sau khi thái ra. Đó, các bác nhìn có rất là ngon đúng không? Và đây là táo đỏ. Táo đỏ này cũng của Hàn Quốc luôn. Và đây là đường thốt nốt của Cần Thơ, Việt Nam mình. Đây là kỳ tử. Kỳ tử là vị thuốc rất là tốt trong thuốc bắc. Nó kết hợp với táo đỏ nó rất là hợp. Và đây là đông trùng hạ thảo của Việt Nam. Đông trùng hạ thảo tươi. Thì hôm nay em xin hướng dẫn với cả mọi người nấu món này. Món này này thực sự là một món nước mà cực kỳ là bổ dưỡng, rất nhiều công dụng tốt. Đó, về công đoạn nấu thì hiện đầu tiên thì mọi người cho nấm linh chi sơ qua nước nóng, sau đó thì một trần qua nước nóng một lần và đổ nước đi và cho vào nấu cùng với táo đỏ và kỳ tử. Lúc nào mà gần khoảng tầm nước sôi sau vòng 3 phút thì mọi người cho đường vào, cho đường phèn vào. Và cuối cùng sau khi xong hết rồi thì mọi người cho đông trùng vào. Đông trùng là cuối cùng nhá, sau khi tắt bếp rồi. Đó. Lát nữa mình sẽ cho mọi người xem thành phẩm. Mình khẳng định 100% rằng là nếu mọi người uống cái này kiên trì khoảng tầm hơn 1 tháng thì sức khỏe sẽ tốt lên rất là nhiều. Tốt lên rất là nhiều vì bản thân mình đã test rồi. Cảm ơn các cô, các bác, các anh chị nhé. Mọi người thấy hay thì like kênh giúp mình. Và mọi người muốn có nhu cầu muốn mua đông trùng hay nấm linh chi đó thì inbox trực tiếp ở Facebook hoặc gọi qua số hotline ở dưới mô tả của clip này trên YouTube. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin thành cảm ơn.